Tâm Linh xin chào quý khán thính giả. Thiền Tâm Linh rất mong sẽ mang đến những giây phút thư giãn, tĩnh lặng, giúp tâm hồn hướng thượng, tìm về chân tánh. Nếu quý vị cảm thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hữu ích tiếp theo. Thông điệp từ thiên đình. Ba miền thác đổ, giáng lúc 16:44 ngày 29 tháng 12 năm 2021. Con ơi, giờ đây là lúc dòng người như thác đổ về một nẻo dầm trường vô cùng gian nan. Hòn đất khóc than, không còn chỗ trống cho người chết oan, bởi người không ngoan đã dùng mưu kế hại người hiền ngoan. Đi xuống địa ngục nên trời khóc than, đất cũng sụt sùi. Thì con ơi hỡi, gắng gượng mà đi, thời thế đổi thay, có gì luyến tiếc cho cuộc đời này, khi mà thế giới đã đang gặp phải oan gia trái chủ. Cho nên con người cũng phải rơi vào giải oan giải nghiệp. Sắp tới chiến tranh, chiến sự nổ ra, thì con sẽ biết mình phải làm gì trong giây hoạn nạn. Con ơi Việt Nam, ta hằng mong ước các con trở về nơi chốn hiền ngoan, để được Phật Bà ơn trên hộ độ, cho con vượt qua giông bão cuộc đời đang đà đổ xuống. Con ơi ba miền hé lộ tới kỳ, miền Nam lạnh nhầm những trận cuồng phong, lửa đổ đất trào làm cho cuộc sống vô cùng lao đao. Miền Trung xáo xào những dòng nước chảy, lên đên trôi dạt xác người xác của, như cánh bèo trôi dập dềnh con nước, không ai cứu được. Miền Bắc thình lình một tiếng sấm vang, rung rinh trời đất, làm cho đồ đạc bất ngờ đổ xuống, nhà cửa nát tan. Đó bởi do người luôn còn bận rộn với kế sanh nhai, cho nên Phật đài bị vào quên lãng, nên trời phải giáng những trận mưa đòn cho con tỉnh ngộ. Những ai biết sợ hãy mau quy hàng, chắp tay cúi lạy kính lễ trời cao,
thương cho phần này còn lẫm thê lương, con xin hoàn lương trở về với mẹ. Tình yêu của đất, tình yêu của trời, tha cho con trẻ đã đi lạc đường. Giờ con xin bước trở lại con đường mẹ cha đã dạy, là phải biết tu, biết hành đạo đức, quý trọng bản thân, tu đức tu hiền, sống đời lương thiện, để con được bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên tươi đẹp, không có bon chen, không có giận hờn, chỉ có tình thương, yêu quý con người, yêu quý động vật, yêu loài cỏ cây, để cho thiên đàng hiện ra trước mắt. Con xin thánh hiền hãy độ cho con được quay trở về. Xin chào quý khán thính giả. Thiền Tâm Linh rất mong sẽ mang đến những giây phút thư giãn, tĩnh lặng, giúp tâm hồn hướng thượng, tìm về chân tánh. Nếu quý vị cảm thấy hay, hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video hữu ích tiếp theo.